Christmas Day Emily, ô bình quà của Emily nè. Xuống lấy kéo dao gì đi mới ô bình được. Cơ ba đưa cho nó cái dao á. Được. I got this set. Why does she pay for it? Sweatpants in a brown color. Con có thích không? Con có thích màu đó không? Mẹ tưởng không thích, nếu không thích thì mẹ đi đổi. I like it. I like this color. Sáng ngủ dậy nào, chưa rửa mặt đánh răng rồi đi mở quà rồi đó mọi người. Okay. Quà của mình tính sau. This one is so cute. This color. I didn't see this one. No, it smells good. What does it smell like? Can you smell it? Smell gì? It smells thơm. Giống như ai mặc thử vô người ta sức vô. This is good. This is really cute. Bạn thử coi vừa không? What size are they? 7.5. I thought it was 7. Mẹ muốn rộng là nhiều khi con mang giới bự á. Nếu mà không thích thì mang vô đổi. Yes, too black. Nước đẹp. Mẹ không thích màu trắng, có màu trắng mà mẹ không thích. I like the ones that have like white. Nếu vậy thì vô đổi. Yeah, yeah. Màu đen quá nó chê. Có cái chữ Nike này màu trắng, cái đế này màu trắng. Yeah, that's the one I used to have. Thì mẹ mới thấy con có rồi, cho nên mẹ mới nói thử lấy cái kiểu này mới, nhìn nó mặc với legging màu đen đồ, nhìn nó cũng khô lắm chứ bộ. Mẹ thử. I like the one black and Santa. Black and white. Đó, thì thích thì vô đổi, đâu có sao đâu. Quà của em mới lấy rồi xong đến làm.